Ngọc Bình mến chào quý vị và các bạn. Xin chào buổi sáng. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2024, tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh, Tập đoàn Ulysky Trinh Technology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Vâng, như thường lệ, nếu quý vị yêu mến Ngọc Bình, quý vị hãy dành ít phút để đăng ký kênh YouTube cũng như là chia sẻ đường link YouTube này để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị tuyệt vời của công nghệ IoT. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin trên trang Uscavery và trang Usky Chatbot. Đầu tiên xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật thông tin trên trang Uscavery. Một trong những thông tin vô cùng tuyệt vời đó là bài viết Thống đốc Salala gặp gỡ Tổng Giám đốc Điều hành của Uscavery DMCC để giải quyết những thách thức về giao thông. Bài viết được đăng tải ngày 5 tháng 8 năm 2024. Tại Salala, thủ phủ của thành phố Dhofa ở Oman, một cuộc họp gần đây đã diễn ra giữa Thống đốc Tiến sĩ Ahmed M. A.I. Rasili và Oleg Zaretsky, Tổng Giám đốc Điều hành của Uscavery DMCC. Trọng tâm chính của cuộc thảo luận là những thách thức phát sinh từ lượng khách du lịch ngày càng tăng ở Salala. Mặc dù thành phố có dân số khoảng 200.000 người, lượng du khách tăng đột biến đang gây áp lực đáng kể lên hệ thống giao thông. Sự tăng này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới giao thông để quản lý tốt hơn, nhu cầu cao hơn và đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho cả người dân và khách du lịch. Tiến sĩ Ai Ghazali đã nêu bật các lĩnh vực chính mà Ulysky Trinh Technology có thể được áp dụng hiệu quả. Các giải pháp tiên tiến này cung cấp một giải pháp thay thế hiện đại, an toàn và tiết kiệm chi phí cho cả hệ thống giao thông truyền thống. Việc triển khai các công nghệ chuỗi có thể cải thiện đáng kể cơ sở tầng và giao thông của Salala trong tương lai gần. Hình ảnh quý vị đang theo dõi đó là Thống đốc Salala Tiến sĩ Ahmed M. A.I. Ghazali và Tổng Giám đốc Điều hành Uscavery DMCC Oleg Zaretsky thảo luận về những đổi mới trong tương lai của giao thông vận tải. Vâng, đó là bài viết trên trang uscavery.com. Và xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một bài viết trên trang uskychatbot.com. Đại diện của Zila Consulting đến thăm uskychatbot, triển vọng hợp tác và chứng nhận hệ thống vận tải sáng tạo. Thông tin ngày 5 tháng 8 năm 2024, đại diện của Zila Consulting vừa đến thăm văn phòng uskychatbot, một công ty sáng tạo tập trung vào phát triển và triển khai công nghệ trong lĩnh vực hệ thống giao thông. Mục đích của chuyến thăm là để làm quen với những phát triển mới và thảo luận về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực chứng nhận và an toàn. Trên hình ảnh quý vị đang theo dõi đó là đại diện của Uscky Transport đã trao tặng công nghệ Uscky tốc độ cao cho ông Andrea Raffetti, giám đốc điều hành cơ sở tầng vận chuyển, ông Kishan Gopa Tagi, giám đốc phát triển kinh doanh vận chuyển của HUB UAE. Zila Consulting là một công ty tư vấn quốc tế chuyên về dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận và tư vấn kỹ thuật. Chuyến thăm của họ đến trung tâm thử nghiệm và chứng nhận Uscky được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với các giải pháp vận tải mới có thể cải thiện đáng kể tình hình môi trường ở các thành phố và tăng cường hậu cần. Uscky Transport vốn đã nổi tiếng rộng rãi về công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hệ thống vận chuyển treo. Trong chuyến thăm này, các chuyên gia của Zila Consulting đã làm quen với những phát triển mới của công ty, bao gồm các hệ thống kiểm soát và an ninh sáng tạo cũng như là dự án triển khai các công nghệ này ở nhiều khu vực khác nhau trên hành tinh. Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến chứng nhận xe và hệ thống mới hiện đang được các nhà thiết kế của Uscky Transport phát triển. Đại diện của Zila Consulting đã ghi nhận các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn mà Uscky Transport tuân thủ và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực chứng nhận và tư vấn kỹ thuật. Cả hai bên đều bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác sâu hơn, có thể bao gồm không chỉ chứng nhận sản phẩm mà còn nghiên cứu và phát triển chung trong lĩnh vực vận tải của tương lai. Một liên minh như vậy có thể là một bước quan trọng trong việc tạo ra các hệ thống vận tải bền vững và hiệu quả hơn, có thể đối phó với những thách thức của thế giới hiện đại. Vâng, đó là hai thông tin được đăng tải trên các trang Uscy Transport và Uscavery.
Nếu quý vị và các bạn thấy thông tin này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại cho Ngọc Bình nút like, nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ đường link YouTube. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.